Welcome to the Amazing Race. Vâng, chúc mừng đội bạn bây giờ thứ gì? Vâng, và chúc cái đội bạn có thành tích tốt đẹp trong giai đoạn tới. Ok, yeah. Mày sẽ Exotic chọn Long Sơn là điểm đến của chương trình team building theo kịch bản Amazing Race. Because Long Sơn not only famous for natural conditions,